xin cơm bao ra đây đi, lại đây đi. Đây đây đi, rồi đi xin cơm bao. Có ai vậy? Ông ngoại bà. Ông ngoại bà ngoại ở đâu vậy? Có chú gì con? Chú là chú gì nhé? À đúng rồi. Là ai nữa, chú gì nữa? Chú là chú gì nữa? Chú gì chồng của dì gì? Dì bé đó. Dì bé. Bé. À, bé là chú gì? Chú Hùng dì bé. Đúng rồi, chú Hùng dì bé. Rồi kéo đi, kéo ba ly đi. Kéo ba ly đi cho chị Diên với Quang nè. Rồi Bông chuẩn bị đi thăm ai? Chúc ông nội bà nội. Thăm nội bà nội ở đâu? Hả? Nhất. Quận nhất. Quận nhất bữa nào thì quận nhất là trong cái quận 1 nữa. Quận nhất hả? Trời ơi giỏi quá. Rồi nói gì mà té hâu luôn hả? À quận 1, quận nhất rồi. Rồi đón xe gì đi? Tích đi. Tích đi. Còn đi Singapore thì đi bằng gì? Bye bye. Bye bye. Chính cái cảnh hứa lên cho. Bà già đét. Già quá vậy. Đi cùng mẫu chạy đi taxi. Bye bye bà ngoại đi đi. Bye bye. Bye bye bà ba luôn đi. Bye bye. Để Bon đi với ai? Bye bye. Dạ hả? Rồi có đi với ba Hiếu mẹ Tinh không? Dạ hả? Mừng quá. Chị Duyên cũng đó. Đi hết luôn cả nhà. Thôi đừng có rắn nữa. Rồi bà ba biết rồi. Rồi bye bye. Bồng Bon có dẫn bà ba đi theo để đít cho Bồng Bon không? À, bà ngoại dính cái gì vậy? Bà dính đau. À, bà ngoại dính đau. Dính đau. Rồi. Rồi chờ bà Hiếu về chở Bồng Bon đón taxi cho Bồng Bon đi hả? Suốt ngày cứ nhún nhún biết à. Đi Singapore chứ. Chứ. Đi Singapore chứ. Bà Mon có đi Singapore không? Bà ba đi Singapore nè. Bà ba đi. Đi Singapore đi bằng cái gì Mon? Hả? Trời không có gì vậy. Hả? Đi Singapore đón xe đón cái gì đi? Taxi. Taxi rồi đi ra đi bằng cái gì? Máy bay. Ồ, đúng rồi. Taxi lên máy bay á hả? Rồi lên sân bay rồi đón máy bay đi hả? À dở quá ha. Dạ đi con. Dở quá Bồng Bon dở. Con nói đi bà ba ở nhà mạnh giỏi. Mạnh giỏi. Rồi Bồng Bon đi về có mua quà bà ba không? Có. Hả? Bồng Bon mua gì? Mua trà bà ba ăn. Phải ăn. Phải ăn rồi chín ăn thì chú ăn. Thấy dở quá mà. Bồng Bon dở. Bồng Bon trai rồi hả? Bồng Bon đi trai rồi hả? Bồng Bon làm gì? Bồng Bon làm gì? Rồi tắt đi nhìn. Đâu đưa bà ba coi.